Chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu các bạn một chương trình iGov GF Net nha bạn. Để tham gia chương trình iGov này các bạn click phần link mô tả, mở Telegram các bạn sẽ start chat với bot nha bạn. Còn chương trình iGov này các bạn sẽ nhận được 0.5 token CF Net cơ khoảng 6 đô gửi nha bạn. Rồi bấm join iGov nha bạn. Chương trình iGov này nó trong chương trình bán hàng còn trong giao một còn 6-7 ngày vậy kết thúc nha bạn. Các bạn nên làm các bạn join kênh vô đầu tiên nè. Cho anh tiếp kênh seller nè, kênh cấp kênh seller các bạn. Rồi các bạn follow minimum nè, clip blackboard. Rồi các bạn nhập vào fund. Bạn nào chưa có tài khoản minimum thì các bạn nên đăng ký một cái tài khoản minimum lên các bạn. Các bạn bằng tay cho nó vài cái nha các bạn. Clip lab nè, 2, 3, 4, 5 dỗ cho nó chục cái đi các bạn, cho nó tồi mạng luôn, sập cái web luôn. Rồi các bạn lướt xuống các bạn follow các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lần các bạn. Rồi theo word thì các bạn like, các bạn follow like rồi retweet cho bên bot các bạn. Rồi các bạn nhấp cũng nhấp vào fan luôn. Theo word thì các bạn theo dõi mà để Tết mà tôi cần không về thì có nước đi ăn ngày luôn. Rồi các bạn like nè các bạn, tài quyết lên các bạn. Đôi lúc mình mong tất cả anh em thông cảm, tất cả anh em mình cũng đâu có biết những chương trình iGov nào khi rút tiền yêu cầu phí ga đâu. Mình iGov các bạn. Rồi các bạn em bấm nhận nút submit đi tên lên tất cả anh em. Rồi ơi, rồi anh em gửi đi chị mười bên dưới chút wallet, mấy sale wallet nha tất cả anh em. Rồi lấy đồng đót chi tờ tất cả anh em mới đáp lời ETH này các bạn. Các bạn duy sao chép thôi các bạn. Rồi các bạn gửi đi các bạn. Rồi các bạn gửi các bạn. Chắc điện thông tin username thay word quá, rõ ràng. Username Telegram các bạn vào 3 chữ gạch copy username Telegram của tất cả các bạn nha bạn. Bạn nào không biết thì cứ để lại comment dưới mình sẽ hướng dẫn các bạn. Rồi username thay word cũng vậy luôn các bạn. Các bạn mở trang trader của bạn ra thì sẽ thấy username của tất cả các bạn. Rồi nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào balance đi check số cần thôi kiếm được nha các bạn. View balance. Rồi chương trình tôi cần này nó sẽ cập nhật sau nha các bạn. Rồi các bạn bấm chỉ việc bấm ghép phơ lấy ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm tôi cần nha các bạn. Vậy video mình đây kết thúc, chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.